Bạn có biết ý nghĩa của hai con số này không? Trên thế giới, cứ 68 trẻ em thì có một trẻ bị tự kỷ. Ngày 2 tháng 4 là ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ. Hãy cùng Hoàng Anh làm một bài test nhỏ nhé! Tự kỷ là gì? A là bệnh, B là tính cách, C là một trạng thái tâm lý và D một khuyết tật bẩm sinh. Đáp án đúng là D, khuyết tật bẩm sinh. Vậy nguyên nhân tự kỷ là do đâu? A bị chấn động tâm lý, B do bố mẹ không quan tâm, C xem nhiều TV mà không giao tiếp với người khác, D sự bất thường trong não bộ khi mới được sinh ra. Bạn đúng khi chọn phương án D. Khi bị rối loạn giác quan, người tự kỷ sẽ như thế nào? A tự làm đau mình, B nói lảm nhảm, C ánh nhìn không được bình thường, D đi lại bồn chồn và E có thể la hét vô cớ. Đáp án đúng là tất cả những điều trên. Bạn có bao giờ suy nghĩ rằng những người bị tự kỷ sẽ không có tương lai? Bạn đã bao giờ biết rằng Newton, Beethoven là những đại diện xuất chúng của những người bị mắc chứng bệnh tự kỷ? Xin đừng khóc, đừng xót thương, đừng tình yêu bao cấp. Hãy lắng nghe, khám phá và cảm nhận những năng lực tiềm tàng. Chắc các bạn chưa quên, nữ minh tinh Angelina Jolie đã mua tranh của một cô bé bị tự kỷ. Và thật bất ngờ, trong bộ sưu tập tháng 4 của IT Moda đã chọn tranh của một em bé bị tự kỷ làm họa tiết chủ đạo. Không phải em bé tự kỷ nào cũng là thiên tài, nhưng bạn, những ông bố, bà mẹ, những trái tim của cuộc đời này đều có thể là một phần của thiên tài. Nếu bạn chung tay làm những điều thiết thực để lay ít ắt blue cùng thắp sáng những năng lực tiềm ẩn trong khối óc và trái tim của những em bé thiệt thòi, hãy chọn mua những trang phục, những sản phẩm đồng hành cùng trẻ tự kỷ. Bởi như vậy là bạn đang trao tình yêu, lòng nhân ái và niềm tin vào khả năng tiềm ẩn của các em. IT Moda là một ví dụ điển hình, còn nhiều hành động ý nghĩa của các tổ chức khác nữa. Những người tiên phong đang kêu gọi bạn để bạn thực sự đẹp vì một mục đích cao đẹp.